hiện tại thì ở ngoài này đang có bánh và nước để chúng ta ăn sáng nhẹ, và chương trình sẽ được bắt đầu trong 5 phút nữa. Anh chị hãy chọn cho mình chỗ ngồi tốt nhất để có thể bắt đầu buổi sắp tốt ngày hôm nay ạ. Được sự Việt Nam tên là Mormon and I Can và Harley Davidson Việt Nam, rất là vui khi mà anh chị đã bỏ thời gian của mình đến đây tham gia ngày hôm nay, và hy vọng rằng sau cái buổi sắp tốt này á thì anh em sẽ có thêm kiến thức, hiểu thêm, biết thêm về chiếc xe của mình. Và nhiều anh em thường nghĩ rằng á, khi mình bảo trì, bảo dưỡng thì mình sẽ vào thay nhớt, kiểm tra sơ bộ, nhưng mà thực tế thì có rất là nhiều bước, rất nhiều công đoạn để đảm bảo chiếc xe được vận hành chân chu, cũng như là giảm thiểu mọi rủi ro khi mà các anh chị mình di chuyển trên đường. Và bước đầu tiên kiểm tra của một chiếc xe đó chính là phần kiểm tra lọc gió. Và sau đây em xin mời anh Thanh, trưởng bộ phận service của Harley Davidson Sài Gòn sẽ lên đây và chia sẻ cho anh em ạ. Anh em cho chị vỗ tay nha. Dạ, chào mọi người, em là Thanh, em là trưởng bộ phận service của Harley Sài Gòn. Thì quy trình bảo dưỡng của Harley đưa ra tùy dòng xe mà có từ 20 đến 30 bước bảo dưỡng khác nhau. Phần đầu tiên và cũng là một trong những phần khá là quan trọng là phần lọc gió. Tại vị trí này lọc gió sẽ đảm nhận cái nhiệm vụ chính là lọc toàn bộ các bụi bẩn khác và những không mong muốn, đảm bảo cái luồng khí đưa vào động cơ luôn luôn là được sạch sẽ. Thì cái việc đó sẽ giúp cho động cơ tránh được những cái liên quan về cảnh xước hoặc là một cái do gì đó nó ảnh hưởng tới cái vận hành bên trong. Vậy rồi ạ, thì có thể là anh Thanh hơi bị run chút, thành ra là hơi nói hơi nhỏ, thì có gì anh em chú ý lắng nghe giúp xíu giúp em nha. Và chúng ta đến với một câu hỏi đố vui. Phần thưởng là một chiếc móc khóa Pan America dành cho người giơ tay sớm nhất và đưa ra đáp án chính xác nhất. Và xin mời câu hỏi ạ. Lọc gió trang bị theo xe, lọc sơn gió zin có nên được vệ sinh và tái sử dụng nhiều lần? Dạ, không biết là câu hỏi này có anh nào đã mình đã từng gặp vấn đề này, mình có thể cho em biết đáp án được không? Dạ rồi, em mời anh ạ. Mà anh ở đây luôn. Theo câu hỏi lọc gió trang bị theo xe hay còn gọi là lọc gió riêng, thì theo mình biết là lọc gió đó là lọc gió có cái thời hạn sử dụng, và lọc gió đó là bằng giấy đúng không? Nên vì vậy là khi mà mình sử dụng hết cái thời hạn sử dụng thì mình nên thay cái lọc gió mới, chứ không nên vệ sinh cái lọc gió đó nữa. Cảm ơn anh. Vậy là không biết là câu trả lời anh giới thiệu bản thân mình cho mọi người được biết nha. Dạ vâng, mình tên là Long, đến từ hội HD Sài Gòn. Dạ rồi, cảm ơn anh Long ạ. Và anh Khánh ơi, không biết là cái câu trả lời của anh Long là nó đúng hay nó sai hay là nó như thế nào? Là đúng nhưng hơi thiếu. Thực tế thì với lọc gió được trang bị theo xe, chúng ta có thể vệ sinh ở cái thời gian đầu sử dụng bằng những cái công cụ rất là cơ bản, có thể là bằng chải hoặc là sử dụng một cái loại bình xịt hơi với áp suất thấp. Tuy nhiên tại thị trường Việt Nam và cái môi trường thì mọi người đều biết là gió bụi và nóng ẩm, và trước kể là mình là cái thị trường có mưa nhiều nữa, nên là cái thời hạn sử dụng của lọc gió nó sẽ ngắn hơn nhiều so với lại công bố. Và tốt nhất là chúng ta sau thời gian sử dụng thì chúng ta nên thay mới để đảm bảo cái việc lưu lượng của không khí được đưa vào động cơ luôn luôn ổn. Vậy rồi ạ, à, như vậy là mình vẫn công nhận là đáp án của anh Long đúng không anh? Đúng rồi. Dạ đúng rồi, xin chúc mừng anh Long ạ. À. Và xin mời anh sẽ liên hệ với... Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ rồi, và anh em ở đây mình sẽ có một phần giao lưu nho nhỏ. Thì không biết là anh em mình chơi xe có bao giờ mình gặp vấn đề gì về lọc gió không ạ? À? Thì hôm nay mình có thể đặt câu hỏi ra và anh Khanh sẽ trả lời cho các anh em ạ. À. Nếu mà anh em nào ngại thì có thể nói nhỏ nhỏ cho em, rồi em có thể truyền đạt lại cho anh Khanh cũng được ạ. À.
Dạ rồi, nếu như mà anh em không có bất kỳ câu hỏi hay là thắc mắc gì về phần lọc gió thì chúng ta sẽ được tiếp tục. Dạ rồi, em mời anh ạ. Anh có tiện lên đây không ạ? Hay là... Dạ rồi. À, tôi xin hỏi là cái lọc gió của xe khi mình đi trời mưa đó, thì mình có phải bọc lại hay không? Dạ là mình nên bọc lại, tại vì cái loại lọc gió theo xe là nó chỉ có khả năng là kháng nước ở mức độ nhẹ, mưa phùn thôi. Còn những mưa lớn hoặc là thậm chí là bị rửa xe, chúng ta phải bọc lại. Thì nó có những cái túi là túi bằng ni lông, nó có thể hạn chế được cái nước nó ấm vào. Nếu mình đã đổ cái lõi lọc rồi, cả nước đó mình bọc lại là đẹp. À, cho anh hỏi là nếu mà mình thay bằng cái bọc gió KN á, độ á, thì mình có cần cái bọc lại không? Dạ có ạ. Chúng ta nên lưu ý cái việc là ok, cảm ơn. Hạn chế nước lọc là ảnh hưởng tới lọc gió. Dạ rồi ạ. Thì nếu như mà sau buổi ngày hôm nay á, anh em nào mình có thắc mắc thì mình có thể hỏi trực tiếp với lại bộ phận V&A hoặc là hỏi trực tiếp bên bộ phận sơ viện ạ. Dạ rồi, và chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo. Thì mọi người cũng biết rằng á, nếu mà cho một chiếc xe mình sẽ ví như là lá phổi là lọc gió của chiếc xe, thì máu của chiếc xe đó chính là nhớt. Nhớt sẽ có công dụng là bôi trơn, đảm bảo khả năng vận hành của tất cả các chi tiết trong động cơ. Thì dầu nhớt nó có ý nghĩa như thế nào và chúng ta cần biết gì về dầu nhớt? Chúng ta sẽ tiếp tục với phần chia sẻ của anh Khanh ạ. Em xin về vấn đề nhớt thì nếu sử dụng thường xuyên, việc bảo dưỡng và thay nhớt là hoàn toàn rất là tuyệt vời cho động cơ. Nhưng chúng ta nên thay nhớt theo quãng đường chúng ta chạy hay khoảng thời gian, thì nó sẽ có cái gọi là chu kỳ. Nếu quãng đường chúng ta đi trong ví dụ trong một tháng đạt 3-4 ngàn, nó gần với lại cái ngưỡng bảo dưỡng và chưa đạt khoảng thời gian tối thiểu là 6 tháng thì mình nên thay nhớt. Hoặc ví dụ trong cái đợt dịch vừa rồi, mọi người ít sử dụng xe, xe ít vận hành thì cái mốc thời gian sẽ được đưa ra cho cái lần thay nhớt gần nhất là với xe mới là khoảng 6 tháng và trung bình mỗi năm. Nếu km chưa vận hành đủ thì mình cũng nên thay nhớt. Như vậy là em sẽ tóm gọn là cái quân thanh, tức là nếu như mình ít đi thì tối thiểu 6 tháng mình sẽ thay nhớt một lần. Với xe mới, còn nếu mà với xe cũ thì tối thiểu là bao lâu? Nếu mà xe ít đi á, nếu ít đi quá thì trong khoảng 1 năm từ lần thay nhớt gần nhất mình nên thay nhớt mới. Dạ rồi ạ. À. Còn đối với mà xe mình đi tour nhiều, mình di chuyển nhiều thì tầm 3-4 ngàn mình thay là ok. Quãng đường nó không hẳn là nó sẽ là chúng ta nên thay, không nhất thiết phải 5 ngàn. Chúng ta đi trong thành phố khoảng 3 ngày, nhưng mà trong một tháng nữa chúng ta sẽ có một tour dài xuyên Việt hay gì đó thì nên thay nhớt để cho cái hành trình nó được đảm bảo an toàn nhất. À, vậy rồi, tức là cái việc thay nhớt thì chúng ta phải nên chủ động. Thì như anh Khanh đã nói thì cái việc thay nhớt nó sẽ đảm bảo cho cái sự vận hành của động cơ. Và ngoài cái ngoài nhớt ra cũng có một bộ phận rất là quan trọng, đó chính là cái lọc nhớt. Và chúng ta sẽ có một câu hỏi đối với tiếp theo về phần lọc nhớt này. Và giải thưởng của câu hỏi này đó chính là một chiếc nón Sportster S, một chiếc nón nữ trai ạ. Và xin mời câu hỏi: có nên thay lọc nhớt mỗi khi thay nhớt? Câu này rất dễ luôn. Dạ rồi, có ai biết không? Dạ em mời anh ạ. Dạ anh mình giới thiệu bản thân rồi mình sẽ trả lời nhé. Anh là Hương ở bên đội HD. Theo anh nghĩ thì khi anh nhớ thì phải lên này nồng nhớt.
Anh tính kinh nghiệm thì bên xe xe tải anh cũng xin ở đây nhất và thay đổi nước luôn. Rồi anh bổ sung vào đó là được không? Dạ được rồi, dạ được rồi. Anh xin giới thiệu anh là Trung Phong bên đội Hội HD. Thì có nên thay đổi nhớt mỗi khi thay nhớt không á, thì theo mình đó là lọc nhớt thì có thể là khi thay hai lần nhớt là mình thay lọc. Thì câu trả lời của mình đang tập thi cho anh chàng giữa tay à. Mà bây giờ em nghĩ là đúng rồi, nhưng mà em muốn biết thêm là anh có biết lý do tại sao mà mỗi khi thay nhớt mình phải thay lọc nhớt không? Thì đương nhiên là nếu mà mình mỗi lần mình thay nhớt á thì mình thay lọc á thì rất là tốt hơn. Nhưng mà hãy là trong cái bộ phận mà bôi trơn á thì nó cũng có phần kim loại ở trong đó, nó làm bào mòn. Thì nó làm bào mòn thì cái lọc nó đã giữ trong đó đó. Đó. Thì mình thấy mình cũng trả lời câu hỏi là nếu mà hai lần thay nhớt thì nó là một lần thay lọc. Không thêm tiền nữa. Vậy rồi em cảm ơn Minh Linh à. À anh Khanh ơi, anh Khanh ơi, anh Khanh mới là người quan trọng ở đây nè. Anh Khanh công bố đáp án cũng như là giải thích cho mọi người biết thêm nha. Ủa tôi gọi luôn anh. Chưa sao? Dạ. Theo khuyến cáo của hãng thì chúng ta nên thay nhớt, thay lọc nhớt mỗi lần thay nhớt nó sẽ tốt hơn. Vì lọc nhớt cũng giống như lọc gió, trong quá trình động cơ vận hành những cái chi tiết kim loại bên trong khi mà ma sát với nhau nó sẽ tạo ra những cái mạc kim loại, chưa kể là cái phần nhớt bôi trơn bên trong nó sẽ bị biến tính, nó có thể sinh ra những cái tạp chất và cái lọc nhớt nó sẽ giữ lại những cái tạp chất đó. Thêm một điều quan trọng nữa là nếu thay lọc nhớt đều theo mỗi lần thay nhớt sẽ giúp cho cái lưu lượng nhớt đưa đi toàn động cơ nó ổn định hơn, tại vì không có gì đảm bảo là lọc nhớt sau hai lần thay nhớt nó có thể giúp cho cái lưu lượng nhớt nó được như ban đầu. Thì tốt nhất là mình nên thay lọc nhớt theo mỗi lần thay nhớt. Vậy rồi em cảm ơn Khanh. Và em mời hai anh ơi, mình ở đây mình chụp một tấm hình lưu niệm nhé. Dạ đúng rồi, dễ mời hai anh ạ. À. Vậy rồi, cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Rồi, và ở cái vấn đề nhớt này chúng ta lại có một phần Zalo tiếp tục. Em nghĩ là cái phần nhớt này nhiều anh em phải thắc mắc nè. Anh em bây giờ mình đang có một cơ hội rất là hay, mình hỏi trực tiếp thẳng với anh Khanh của bộ phận service luôn. Thì anh em mà mình có thắc mắc gì về vấn đề này nhớt thì mình cứ giơ tay để đưa ra câu hỏi của mình ạ. Có rất nhiều câu hỏi, ví dụ như là xe tôi thì tôi chạy, tôi dùng nhất nào thì được đó. Và xe tôi thì tôi đổ nhất như thế này được không, đổ nhất như thế kia được không. Em nghĩ là rất là nhiều anh em ở đây có thắc mắc, nhưng mà chắc mọi người ngại. Không biết là có ai có câu hỏi nào không ạ? Dạ rồi, em mời anh Long, anh Long lên đây luôn. Có một câu hỏi sau đó là hiện tại ở thị trường Việt Nam mình là khí hậu nóng ẩm, vậy thì nhớt chạy ở thị trường Việt Nam nó có khác gì so với nhớt mà mình chạy ở thị trường Mỹ dành riêng cho xe
Harley Davidson hay không? Em xin trả lời câu hỏi như thế này. Động cơ dù là ở thị trường Việt Nam, thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ thì tất cả các thị trường đều sử dụng nhớt do Harley cung cấp. Và cái nhớt sử dụng cho động cơ Harley đã được chính hãng thử nghiệm và đã công nhận là phù hợp cho động cơ Harley cho rất là nhiều thị trường khác nhau. Tại vì mình có theo dõi một số diễn đàn Harley Davidson ở Việt Nam thì có một số anh em có đang chia sẻ là ngoài việc là mình sử dụng nhớt của Harley Davidson thì có sử dụng một số nhớt ở bên ngoài và nó có cái thông số là phần trăm gì trên đó theo độ tỷ lệ làm mát để chạy cho thị trường Việt Nam nó tốt hơn. Thì đây cũng là một điều mà các anh em chơi xe Harley Davidson họ cũng đang rất là quan tâm. Dạ thì cái vấn đề sử dụng nhớt á, nó liên quan nhiều đến trải nghiệm của từng khách hàng. Sẽ không có loại nhớt nào gọi là tốt nhất. Thực ra chỉ có một loại nhớt mình có thể gọi là phù hợp với cái động cơ đó. Thì có thể là có một số dòng nhớt nó hơn, nó giá trị nó cao hơn, nhưng mà nhớt đó nó không biết là nó đã có được test với lại cái động cơ của Harley chưa thì mình không thể đảm bảo được điều đó. Nhưng nhớt do chính hãng Harley cung cấp thì đều đã được test qua rất là nhiều cái môi trường khác nhau và sử dụng là phù hợp với động cơ của Harley, đã có chứng nhận từ chính hãng. Còn một câu hỏi nữa như sau, đó là mình đã từng chơi dòng Sporter, sau đó mình chơi qua dòng Dyna. Thì cái dòng Sporter của mình thì lúc đầu thay thì khoảng 3 bình nhớt, qua dòng Dyna thì thay 4 bình nhớt. Thì những dòng Touring thì thấy các anh chia sẻ là thay đến 4 bình, 5 bình. Vậy thì cái số lượng nhớt mà mình châm vào máy xe là nó tùy thuộc vào phân khối hay là tùy thuộc vào vấn đề gì mà phải thay theo phân khúc như vậy? Mình sẽ bàn về dòng Sporter. Sporter thì nó được trữ nhớt ở một cái bầu nhớt riêng nên cái lưu lượng nhớt cấp cho động cơ là khoảng 2,5 lít tùy theo tình trạng là mình thay lọc hay là mình có mở động cơ ra không. Nhưng với dòng Softail và dòng Touring thì nhớt không nằm rời bên ngoài mà được tích hợp vào bên trong động cơ luôn, và đồng thời thì cái kích thước và cái bản đồ, đó gọi là cái bản đồ nhớt, được thiết kế để đi hết khắp các động cơ, nó sẽ khác so với dòng Sporter, nên là cái việc mà cái lượng nhớt mình sử dụng nó sẽ khác nhau. Và hy vọng là những cái câu trả lời của anh Thanh đã phần nào giải đáp được cái thắc mắc của anh Long ạ. Vậy là cảm ơn anh Long rất nhiều ạ. Nhớt ở trong cái gọi là phần đáy của động cơ thì có bao giờ anh em từng hỏi là làm thế nào để cho nhớt nó không có bị rỉ ra ngoài xe không? Nó không bị rỉ nhớt á. Đó là chính là nhờ cái ron cao su, cái ron O-ring. Thì cái ron O-ring này nó quan trọng không? Chờ anh Thanh giải thích nha. Dạ, tùy thuận xe chúng ta sẽ có 2 hoặc 3 vị trí khi thay nhớt. Thì tại những cái vị trí đó, con ốc sản nhớt sẽ được trang bị một cái gọi là cái răng đệm bằng cao su. Một số khách hàng có hỏi em là khi mở ra thì anh thấy cái ron nó còn nguyên, tại sao mình không sử dụng lại mà mình phải thay mới? Thì em xin được trả lời là với tính chất là mình làm từ cao su, dưới tác động của nhiệt độ và cái lực siết tại cái vị trí đó thì không có gì có thể đảm bảo cái đặc tính nguyên vẹn của cái ron đó. Mà nếu như vậy thì mình nên thay một cái ron mới để đảm bảo được cái việc là
ron nó sẽ làm kín cái vị trí xả nhớt đó. Ngoài ra thì việc làm kín đó nó cũng quan trọng là để giữ cho mức nhớt trong động cơ được ổn định, tránh rò rỉ. Nhớt sẽ không rò rỉ làm có thể vô tình là dính vào bánh xe và gây ra những cái rủi ro rất là nghiêm trọng. Nên là chi phí để thay ron nó cũng khá là nhẹ nhàng, nên để an toàn mình nên thay mới, mặc dù là ron nó còn mạnh nhưng mà mình nên thay ron mới. Dạ rồi, xin cảm ơn anh Khanh. Thì như anh Khanh cũng đã nói là cái phần ron cao su á nó nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho chiếc xe của chúng ta đảm bảo được là đủ lượng nhất trong động cơ, cũng như là không có bị gọi rò rỉ nhớt, và cái giá thành của nó cũng không cao. Nên là nếu như anh em có đi thay nhớt thì chúng ta nên bỏ thêm một chút chi phí nhỏ để thay một bộ ron mới, đảm bảo cho chiếc xe của chúng ta hoạt động tốt nhất, nó luôn hoàn hảo. Dạ vâng, và ngoài kiểm tra lọc gió nè, nhớt, lọc nhớt, ron oil, thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra những cái chi tiết đi kèm theo chiếc xe. Điển hình như đó là bộ phận phanh và tay côn. Thì anh Khanh đây, bây giờ mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người về vấn đề này nhé. Phanh là cái bộ phận rất là quan trọng trên xe, nó giúp cho cái việc chúng ta có thể hạn tốc độ, đảm bảo được cái độ an toàn. Tất cả những cái dòng xe thế hệ mới đều được trang bị hệ thống phanh ABS nhằm tránh được cái tình trạng mà chúng ta sẽ bị trượt bánh. Vậy khi bảo dưỡng hệ thống phanh hay là hệ thống thắng thì bên hãng sẽ yêu cầu kiểm tra về độ dày của đĩa phanh. Độ dày của đĩa phanh sẽ được in trên đĩa phanh, nó sẽ đạt cái mức gọi là niêm yết, nó gọi là cái độ dày tối thiểu. Kèm theo đó là mình sẽ kiểm tra độ dày của bố phanh. Độ dày của bố phanh cũng rất là quan trọng. Nó sẽ có cái độ dày tối thiểu mình có thể đo được bằng thước. Ngoài ra là dầu phanh, chúng ta biết dầu phanh cũng rất là quan trọng. Đó là một loại dung dịch nó thiên lực và không bị nén, nhưng cái đặc tính của nó là nó dễ bị trung hòa bởi nước và dễ bị nhiễm tạp chất. Nên là bằng những cái dụng cụ đặc biệt có thể đo được cái điện trở và đo được cái độ nhiễm nước của dầu phanh, thì khi đó là mình có thể xác định được là cái dầu phanh đó nó có an toàn để tiếp tục sử dụng hay không. Sau đó bằng hệ thống máy tính kết nối với xe, chúng ta sẽ kiểm tra được áp lực bên trong hệ thống phanh có đảm bảo hay không, có bị lọt không khí vào bên trong hệ thống phanh hay không, và những cái điểm kết nối được siết móc nó có rò rỉ hay không. Mục đích là đảm bảo độ an toàn tối đa khi khách hàng sử dụng xe trên đường. Dạ vâng ạ. Thì em thấy là nói về vấn đề này thì có một số anh em mình đang thảo luận với nhau á, thì không biết là ở cái phần hệ thống phanh với lại tay côn, tay dầu này anh em có thắc mắc gì không ạ? Dạ rồi, thì sau khi mình kiểm tra hệ thống phanh nè, tay côn, khung dầu, thì em mà thắc mắc nha, em mà thắc mắc vấn đề này nè, tại sao một số xe nó lại dùng khung dầu, một số xe nó lại dùng khung dây, ví dụ như chiếc máy cao nè là dùng khung dây. Thì cái điểm khác nhau, mình sẽ nói là lợi ích của từng loại đi, lợi ích của khung dầu là gì, còn lợi ích của khung dây là gì, anh Khanh có thể giải thích cho em được không? Cái lợi ích mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất ở cái khung dầu là cái thiết kế của nó nhìn rất là đẹp. Và cái đường đi của cái dây nó sẽ được thiết kế mang tính thẩm mỹ rất là nhiều. Tuy nhiên cái điểm yếu của cái hệ thống liên hợp sử dụng thủy lực đó thì là cái chi phí bảo dưỡng và cái chu kỳ bảo dưỡng của nó sẽ cao hơn so với lại cái con dây. Đặc điểm nổi bật nhất của cái con dây chính là cái tính tiện dụng đơn giản. Mình có thể tính chỉnh được cái khoảng để phù hợp với cái tay của từng người. Ngoài ra là cái côn dây nó cũng mang tới
một cái cảm giác chạy nó thật hơn, nó to hơn, cái cảm giác nhạy hơn rất nhiều so với hệ thống tương đối hơn. Hiểu không ạ? Cảm ơn anh đã giải đáp cái thắc mắc của em. Và chúng ta sẽ chuyển tới một cái phần tiếp theo. Sau khi chúng ta kiểm tra đúng phanh rồi, tay côn rồi, thì thông thường những kỹ thuật viên của Hyperdimension sẽ kiểm tra tới những chi tiết nhỏ, đó chính là kiểm tra lực xích ốc. Lực xích ốc ở đây là những bộ phận nào? Chúng ta sẽ có những bộ phận nhỏ, không có keo dán, không có keo dính, và nó bị dao động nhiều. Anh em có tưởng tượng nào, mình chạy xe trên đường, cái xe của mình nó sẽ rung, thì những bộ phận, những con ốc ở chỗ cái cốt bánh là mình sẽ không có keo ở dĩa thanh, và hình như là ở bô cũng dễ thôi, đúng không? Đúng rồi, thì khi mà mình vào trong xưởng sau việc này thì Hạt Lây sẽ kiểm tra cho anh em tất cả những cái vấn đề, những cái chi tiết, không chừa bất kỳ một cái bộ phận nào hết, đảm bảo khi mà anh em dắt xe ra thì chiếc xe của anh em ấy, nó sẽ hoàn hảo và gần như là như mới. Rồi và chuyển qua tới vấn đề cuối cùng trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, đó chính là kiểm tra về dây Cura. Dây Cura là một bộ phận dẫn động, có thể nói là truyền thống của Hạt Lây. Bây giờ em hỏi trước nha, tại sao em thấy là những chiếc xe bình thường, những chiếc mô tô bình thường, người ta hay dùng dẫn động bằng xích, mà tại sao những chiếc xe của Hạt Lây, những chiếc Cruiser, nó lại thường sử dụng dẫn động bằng đai? Thứ nhất, động cơ Hạt Lây, cái công suất ở những cái bản tua ngắn nó rất là cao, nó cao hơn nhiều so với lại những cái xe sử dụng động cơ E4. Điển hình là những cái xe Nhật, thì mình thấy là xe Nhật sử dụng bốn máy sử dụng xích, nhưng với công suất đầu ra ở những cái đầu lớn như máy V của Hạt Lây, thì việc sử dụng đai sẽ giúp cho cái khả năng chịu tải của khả năng truyền lực từ động cơ xuống bánh xe, nó không bị quá có thể gọi là không có quá gắt, nó sẽ êm ái, nó đều hơn, nó nhẹ nhàng hơn, và cái việc chạy trên đường nó sẽ hoàn toàn không phát ra tiếng động so với lại xích, và cái việc bảo vệ nó cũng đơn giản hơn nhiều. Vậy thì nếu như thông thường em thấy xe bình thường hay những chiếc xe máy bình thường á, hoặc những chiếc xe mô tô mà sử dụng xích á, mình có thể tăng sơn, mình có thể làm cho nó căng ra lại, thì không biết là với dây đai thì sao anh? Dây đai nó cũng tương tự như xích tải, mình vẫn phải căng theo cái tiêu chuẩn mà nó đưa ra, tức là không quá căng cũng không quá trùng, và quan trọng nhất là căng giữa buli trước và buli sau theo một phương ngang đều, để đảm bảo dây đeo không bị lệch và lúc nào cũng êm nhất có thể. Vậy rồi ạ, thì hy vọng là những cái thắc mắc, cái này là thắc mắc thật của em. Thì em có, nói chung là có tập kịch bản trước với anh Khanh, thì hy vọng là những cái câu hỏi này của em á cũng giúp mọi người hiểu thêm những cái vấn đề về cái dây Cura, dây đai mà mình đang sử dụng trên chiếc Hạt Lây. Và bây giờ mọi người, mình có câu hỏi nào, nãy giờ mình nói rất là nhiều mục, nhưng mà bây giờ mình có thể đặt câu hỏi ngoài mục này luôn, ngoài một những cái mục mà nãy giờ em và anh Khanh chia sẻ ra, thì mọi người có bất kỳ vấn đề nào về vấn đề bảo trì bảo dưỡng hay không, mọi người có thể giơ tay và trên xin câu hỏi được không ạ? Rồi, một lần nữa mời anh Long. Cho mình hỏi là thường khi mà xe mô tô đi xích á, thì mình sẽ khi mà thấy nó nhão xích thì mình sẽ thay xích khác, hoặc là tăng, nếu như tăng hết cỡ rồi mình sẽ thay. Vậy thì cái giới hạn km nào của dây Cura là mình nên thay, hay là chúng ta đi đến khi mà nó đứt thì chúng ta mới thay cái dây Cura mới? Một câu hỏi rất là hay.
mỗi thời điểm bảo dưỡng thì dây cua cũng là một thành phần được xem xét rất là kỹ, thì nó sẽ phụ thuộc rằng là nói chung nó tiêu chuẩn tăng trùng mà cho dây cua, rồi đồng thời sẽ là bề mặt của buli bước sau. Khoang của dây cua nó có còn nguyên vẹn và cái độ mài mòn nó cho phép được bao nhiêu, thì nếu chúng ta sử dụng dây cura cho tới khi chúng ta không tăng được nữa, thì khi không tăng được nữa thì dây khi đó nó bắt đầu trùng rồi, thì chúng ta nên thay mới, hoặc có thể dây chưa trùng nhưng mà trên bề dây xuất hiện những vết nứt hoặc là có những khăn gì đó nó bị vỡ thì chúng ta cũng nên thay. Thì cái vấn đề dây cura luôn luôn theo dõi tại mỗi chu kỳ bảo dưỡng, sẽ thông báo cho khách hàng biết trước khả năng nguy cơ có thể làm tổn hại dây cua. Một câu hỏi cuối đó là khi mà mình chạy xe hạt lây á, thì cái lọc gió của mình thường hay xuất hiện cái tình trạng đó là nhớt ở trên cái lọc gió nó nhiễu xuống cái máy. À dạ. Vậy thì cái hiện tượng đó là nó như thế nào, và vấn đề đó ví dụ như ở nhà mình có thể tự khắc phục được cái vấn đề đó hay không? Xin hỏi là xe mình sử dụng là đã có thay đổi về hệ thống ống xả chứ? Mình thay đổi ống xả với lại mình thay lọc gió. Thì tại vị trí lọc gió kết nối với hai đầu xi lanh thì sẽ có một hệ thống ống dẫn hơi nhớt. Ống dẫn hơi nhớt đó sẽ đưa cái khí nén bên dưới piston ở trong thang dây thoát ra ngoài. Trong quá trình động cơ vận hành thì nhớt nó có thể cuốn theo cái đường hơi đó nó đi ra, thì ở trên đầu xi lanh máy sẽ được trang bị một cái bộ lọc, và bộ lọc đó sẽ cản cái lượng nhớt còn lại và đưa cái hơi trở về cái khu vực lọc gió. Với xe riêng, tốc độ lên xuống của xi lanh nó sẽ chậm hơn và nó đều hơn so với những xe đã thay thế hệ thống ống xả. Thì khi mà xi lanh chạy lên chạy xuống nó nhanh hơn, tốc độ đưa hơi và đưa nhớt ra nó sẽ nhiều hơn so với những xe riêng nãy. Khi đó chúng ta sẽ thấy được nhớt đậm ở lọc gió nhiều hơn. Đó là một điều tương đối là bình thường. Nó chỉ khác biệt là cái lượng nhớt nó tiết nhiều hơn so với lại xe riêng, bởi vì tốc độ cho bây giờ nó quay nó nhẹ hơn, nó thổi ra nhiều hơn. Chúng ta có thể xử lý ở nhà bằng cách là chúng ta mở ra vệ sinh và lau sạch sẽ khu vực. Dạ rồi ạ, em cảm ơn anh Long. Và mọi người ơi, anh Long nãy giờ là một thành viên rất là tích cực. Anh Long, em mời anh rất là tích cực, anh đưa ra rất là nhiều câu hỏi và rất là em công ty em rất là vui. Tại vì khi mà khách hàng hỏi tức là họ có để ý, họ có quan tâm về chiếc xe của mình, và có như vậy thì chiếc xe của họ mới bền bỉ được. Tại vì xe hạt lây mọi người biết là rất bền, rất trâu, và để tri ân cái sự nhiệt huyết của anh, tụi em sẽ dành tặng cho anh một món quà, đó là một chiếc nón Sportster S. Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Một câu hỏi tiếp theo đến từ anh Toàn. Dạ rồi, anh Toàn ơi, em mời anh lên đây và mình chia sẻ câu hỏi ạ. Cho mình hỏi câu hỏi là lúc nãy anh có nói là cái việc mà khi mà đi xe trời mưa thì sẽ lấy một cái bọc gì đó để bọc vào cái bọc gió. Thì hạt lây á, là khi mà mình biết rằng là cái gió là để làm mát động cơ, đúng không? Làm gió, đúng rồi. Vậy thì khi mà mình bọc cái bọc đó vào cái lọc gió thì nó không biết là nó có làm máy nó bị nóng không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là nếu có những cái lưu ý gì ngoài cái việc mà lấy cái bọc gì đó bọc đồ bọc gió để khi rửa xe, ngoài bọc cái đó ra thì có những lưu ý gì không? Trước tiên anh xin trả lời câu hỏi là bọc cái lọc gió vô thì có làm xe nóng hơn không? Trước tiên là cho em hỏi là xe của mình là nguyên bản từ hệ thống ống xả cho tới lọc gió hay là đã được thay thế ống xả khác độ
mà đã bị lọc gió độ rồi. Không lọc gió độ. Anh vẫn là sử dụng những trang bị lọc gió nguyên bản hả? Dạ. Thì cái việc mình bọc cái lọc gió lại thì nó với sinh viên nó không ảnh hưởng nhiều đến cái khả năng mà hút gió bên trong động cơ. Tại vì bản chất của lọc gió riêng là nó chỉ đảm bảo cái lọc gió, đảm bảo cái lưu gió vào động cơ đủ với hệ thống sản riêng. Mình bọc lại, mình bảo vệ cái tuổi thọ của nó, tránh cái việc là nước nó sẽ nhiễm vào cái lọc gió. Và chứ nếu mà mưa lớn quá, mình không bọc lại, nước nó sẽ hạn thấu thôi, nó trào vào bên trong động cơ. Nghĩa là khi mà đang đi tour, đang tour mà đi trời mưa, mà nếu mà mưa mà nhỏ quá thì cũng không còn bọc. Khi mưa cũng như thùng nhỏ nhẹ thì không còn. Khi mà mưa giống như là mưa lớn quá nào, và mưa trung bình hoặc nặng thì mình nên bọc lại bảo vệ lọc gió. Có thể đặt cơ nó sẽ hút gió nó hơi khó khăn một xíu, nhưng mà nó sẽ bảo vệ được cái lọc gió, bảo vệ cái tuổi thọ của lọc gió tốt hơn. Câu hỏi thứ hai là việc được xem, ngoài cái việc là mình bọc cái lọc gió lại thì mình nên lưu ý gì? Thì ví dụ mẫu shopper quét ao này có sử dụng một cái kép nhớt dẫn nhiệt cho động cơ, thì với dưới áp lực nước thì rất là dễ tổn hại cho những cái lá tản nhiệt của cái kép đó. Thì xịt áp lực nước mình chỉ nên xịt từ khoảng cách khoảng 2 mét trở lên, và tránh những cái vị trí như cầm tay và tay tránh, mình tránh hạn chế xịt nước áp lực cao vào. Đây những cái bộ phận như cầm tay, cầm dầu phanh này lại đúng không? Dạ, mình sẽ đọc bảo vệ là cái lọc gió lại. Mình có thể rửa bình thường nhưng mà mình tránh xịt áp lực nước lớn vào. Cái sâu chắc cũng không có xịt vào cái ống bơm. Dạ, mình không nên xịt vào trong, mình rửa ngoài thì bình thường. Và mình lưu ý là khi mình mới đi về, nhiệt độ động cơ còn cao, mình nên đợi cho nó nguội tốt, đợi động cơ giải nhiệt tốt rồi mình rửa. Cái việc tránh cái hiện tượng nó gọi là sốc nhiệt, giống như một cái miếng kim loại của anh đang nóng quá mà anh nuốt mình nước thì nó sẽ dễ gây nứt vỡ. Đi mua về không nên rửa liền, và nên đợi cho nó ngập ngay hay là gì đó. Dạ, không không hẳn, nhưng mà khi hoạt động lại có thể đợi khoảng 30-45 phút để nhiệt độ nó giảm xuống, và mình có thể tiến hành mình vệ sinh và rửa xe. Vậy rồi, xin cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Toàn. Và chúng ta lại có thêm một ngoại lệ là một phần quà dành cho anh Toàn. Vậy rồi thì anh em cứ thoải mái mình trao đổi, mình hỏi. Vậy rồi. Thì cái buổi này là một cái buổi giao lưu. Anh em theo vì anh em không biết hỏi ai, thì đây là một cơ hội rất là tốt để cho anh em có thể hỏi trực tiếp với lại một chuyên gia của xưởng sơ việt. Thì anh Trâm sẽ giúp cho anh em giải đáp hết tất cả thắc mắc về chiếc xe của mình. Và em hy vọng rằng sẽ có rất nhiều anh em có thể cho em những câu hỏi để em gửi tới anh Trâm ạ. Ông anh ơi, em mời anh lên đây. Để em xuống em mời anh lên luôn. Đây. Dạ rồi, em mời anh Hoàng. Anh Hoàng. Ở đây luôn, mình sẽ trao đổi hai đầu cầu luôn. Bây giờ anh Hoàng đặt câu hỏi rồi, em sẽ lên chuyên nhận anh Hằng giải đáp ha. Ok, giờ cho em xin câu hỏi nha. Sẽ vỗ xe, giờ vỗ xe đó. Anh không nghe nghe rồi. Muốn hỏi gì? À, rồi rồi vậy. Hỏi về xe. Ở cho anh hỏi về cái mà cái siêu hàng đó làm mát. Đúng không, cái siêu hàng mình phải lên đây mình chỉ nó dễ đó. Rồi cho anh hỏi cái này là chưa phải là cái siêu hàng là mát năm nay là
hát nhất. À tết là chưa tết là tết nhất. Tết là hát nhất động cơ. Thì cái này nè thì tốt hơn là thay thôi, xài lâu rồi. À, vẫn anh xe thì vẫn đúng không? Dạ. Mình sẽ định xem là cái tình trạng của cái chết như thế nào, một cái lá đã nhiệt nó còn nguyên trạng hay không. À, theo anh thì cái lá cũng vô đó, mình chạy đá nó dặn vô đó. Dạ, dạ. Mới làm mốt cái gì á. Dạ. Mà chạy thì thấy nó nóng quá. Dạ. Đó, cái dạng đó là nhiệm vụ của nó là giải nhiệt nhất đúng không? Dạ, dạ đúng. Thì em thấy nó cái xe xong này nó nóng hơn. Đó. Dạ, nóng hơn. Ừ. Thì xe nóng nó sẽ có nhiều yếu tố hả? Không chỉ riêng là về cái cách nhớt đó. Đó chỉ là một phần có thể làm ảnh hưởng tới cái việc giải nhiệt thôi. Nhưng mà cái hệ thống giải nhiệt nhớt đó, mục đích chính là giải nhiệt để đảm bảo nhớt nó không quá nóng, nó giúp cho nhớt giữ được cái độ nhờn như động cơ liên tục trong cái thời gian dài. Anh ảnh hưởng về cái kết kết giải nhiệt nhớt. Yeah. Nhưng mà hồi trước đó, ví dụ như là mình chạy nói về kẹt xe đi. Yeah. Đây, kẹt xe đi thì yeah, chạy chậm chậm như là lúc mà xe thì khoảng sử dụng khoảng 1 năm mấy 2 năm thì không vấn đề gì. Yeah. Lúc mà kẹt xe thì nó rất là nóng máy. Yeah. Đó. Yeah. Nhưng sau này anh thấy Dũng là kẹt xe vậy nhưng mà nó lại là nóng lắm, bớt con nhiều khi nó mất con luôn. Yeah. Đó, bớt con nó mất con luôn. Yeah. Đó, nó vậy đó. Yeah. Thì thay kết nhớt cũng chỉ là một trong những cái phương án mà mình có thể làm thôi. Thì tốt nhất là mình nên tìm hiểu xem là ngoài cái chuyện là chất nhớt nó có ảnh hưởng thì nó còn cái nguyên do nào khác nữa không? Dạ. Yeah. Thì theo kinh nghiệm của mấy anh em mà chơi xe trước á. Dạ. Thì mấy anh em nói là lên hai cái chốt cốt nhớt là lội lớn hơn, nó có độ cái gì nó biết, nhưng mà họ thay rồi thì thấy nó mát hơn. Dạ không, chỉ là cái chất nhớt nó được trang bị thêm quạt ảnh nhiệt. Dạ. Quạt hoặc là dạ quạt hết. Thì như anh nói, một đó chỉ là một trong những lý do có thể là động cơ của anh nóng. Thì để biết chắc là nguyên do từ đâu ngoài từ cái nhớt thì mình nên kiểm tra một lượt tổng thể xem là nguyên do chủ yếu là đến từ vị trí nào. Yeah. Thì để mình có những cái phương án sửa chữa nó phù hợp nhất. Rồi, cảm ơn anh. Yeah. Cho hỏi thêm một câu hỏi. Yeah. Là xe anh đó là sử dụng đó là cái chỗ cái kêu bằng chứa dầu của con dầu á, đúng không? Thì mặc dầu là trước giờ không có tháo. Dạ. Nhưng mà nó vẫn xì ở đây nè, giờ nó chốc nó chốc ô nó sơn được. Dạ. Thì bản chất của cái dầu là nó nóng và nó ăn mòn, thì ở dưới cái nắp này nó sẽ có một cái lớp rơm cao su. Có thể sau trong thời gian sử dụng anh không tháo hay không gì đó, nhưng mà cao su nó có thể sau thời gian nó chai cứng hoặc nó mềm đi, nó mất đi cái khả năng mà nó giữ cái dầu bên trong này. Thì khi đó mình sử dụng nó thì áp lực nó đẩy tới dầu nó di chuyển, nó làm cho dầu nó dựng ra đây và nó gây chắc cái sơn đó mà. Nên là mình có thể là mình sẽ thay cái rôm đó để tránh cái việc là dầu nó bị rò rỉ ra. Yeah. Thì thường thường là mấy anh em chơi xe thì cái xe mà nó riêng á thì bốt con amia thì nó nặng, bốt con mỗi vô số á nó nặng, thì mấy anh em đó là có độ lại cái phần mà ở trong cái nồi amia vậy đó mà để cho bốt con nó nhẹ. Yeah. Thì mỗi vậy thì mình độ vậy thì nó còn có ảnh hưởng gì tới cái dàn amia với máy không? Dạ, nó có hai cách để mình thay đổi cái tay bốt. Thì với ly hợp mà dầu thì gần như là mình không thể nào can thiệp được để mà chỉnh cho nó nhẹ hơn được, tại vì nó mặc định là hệ thống nó là một rồi. Nhưng mà với con dây thì anh có thể chỉnh để cho nó cắt nhẹ hơn. Và cái việc thay cái hệ thống mà ví dụ anh thay lò xo, nếu mà anh thay lò xo nhẹ hơn thì lực tác động giữa nó đối với thép nó sẽ bị giảm,
nó có nguy cơ là dễ dẫn đến bị trượt nồi. Dạ. Bị dẫn là bị sốt đó hả? Dạ, sốt nó trượt nó giảm mất cái độ đó. Trong khi đó động cơ rất là lớn, sốt kéo rất là mạnh, nó làm giảm đi cái ma sát giữa cái lá, nó dễ sinh ra quá nhiều và nó gây như hỏng hồng, nhân hao một. Trường hợp thứ hai là em thấy là nhiều khách hàng sử dụng thì nó gọi là cái hệ thống trợ lực gần. Dạ. Thì cái hệ thống đó ngoài cái việc là nó giúp cho nhẹ hơn thì nó sẽ tránh được cái tình trạng là khi anh lên ga cao á, những cái tạ ly tâm nó sẽ từ là cái lực ép mà thay bởi những cái lò xo nhẹ hơn rồi. Dạ. Nên tương đối an toàn nếu mà mình sử dụng một cái bộ khăn lực ép. Còn nếu mà mình chỉ thay lò xo không thì nó sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến cái lực ma sát của cái lá bưởi. Xin chào anh. Dạ. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh Trung rất là nhiều. Và cái thắc mắc của anh Trung cũng chính là cái thắc mắc cuối cùng trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ có một phần quà để cho anh Trung ạ. Dạ rồi, thì em biết rằng còn rất là nhiều anh em mình có những cái thắc mắc, nhưng mà em nghĩ là hôm nay mọi người hơi ngại, thực ra không tiện hỏi. Thì hy vọng rằng mọi người trong những cái buổi chia sẻ lần sau, mọi người có thể hỏi thêm, cũng như là chia sẻ những cái mình không biết về dòng xe Harley Davidson. Và em cũng cảm ơn anh Thanh đã có mặt ở sự kiện ngày hôm nay để chia sẻ cho mọi người biết thêm về cách bảo trì, bảo dưỡng cũng như là giải đáp rất là nhiều thắc mắc của anh em về dòng xe Harley Davidson. Hy vọng rằng anh Thanh sẽ có một ngày chủ nhật thật là vui. Thì đây, cảm ơn em rất nhiều. Mọi người đã đến dự. Và sự kiện Modern and Urgent đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn anh em đã tham gia và chúc anh em có một ngày tốt lành.